Giá gói lạc, người dùng phải mua kèm nếu muốn nhận Toyota Innova Cross sớm không đồng đều tại đại lý. Nếu muốn mua đúng giá, khách hàng phải chờ đến năm sau mới được nhận xe. Sau khi ra mắt vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, Toyota Innova Cross đã bắt đầu được đưa về đại lý để khách Việt tham khảo. Người dùng cũng dành nhiều sự quan tâm cho mẫu xe này, do giá bán khởi điểm được chốt từ 810 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu muốn nhận xe sớm, khách hàng sẽ phải mua kèm một gói phụ kiện. Tham khảo một đại lý ở Hà Nội, nhân viên tư vấn cho hay gói lạc này có giá 50 triệu đồng. Trong khi đó, một cơ sở khác báo giá mềm hơn, ở mức 30 triệu đồng. Kể cả khi chi thêm tiền, người dùng sẽ phải chờ sang tháng 11, thậm chí tháng 12 mới có thể nhận xe. Nếu muốn mua đúng giá, thời gian chờ sẽ lên tới 3 hoặc 4 tháng, sát dịp Tết Nguyên đán. Đối thủ trực tiếp của Toyota Innova Cross tại Việt Nam là Hyundai Castin, có giá bán lẻ đề xuất từ 850 triệu đồng. Nhờ giá niêm yết rẻ hơn, Toyota Innova Cross có lợi thế cạnh tranh, nhưng với việc bán bia kèm lạc, mẫu MPV Nhật Bản lại gặp khó, do nhập khẩu nguyên chiếc nên không được giảm 50% lệ phí trước bạ như Hyundai Castin. Ở thế hệ mới, Toyota Innova Cross được phát triển trên nền tảng thiết kế toàn cầu TNGA đi kèm hệ dẫn động cầu, trước thay vì cầu sau như đời cũ. Thiết kế của xe lột xác theo hơi hướng SUV với nhiều đường nét khỏe khoắn. Trang bị có điểm nhấn là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, nhưng chỉ xuất hiện trên biến thể Hybrid. Về khả năng vận hành, bản máy xăng của Toyota Innova Cross sử dụng động cơ 2.0 lít kết hợp với hộp số vô cấp CVT, tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 205 Nm. Hệ chuyển động trên biến thể Hybrid gồm động cơ xăng 2.0 lít, 150 mã lực kết hợp với motor điện 111 mã lực. Hộp số là loại vô cấp ECVT, có chế độ lái thuần điện EV mode.